Ngày mai chủ nhật vàng Mr. Tên có xe 50 nhá, cho các bạn học sinh từ 16 tuổi trở lên và các anh chị em cô bác mà không có bằng lái. Thì tôi có xe số nè, giá là 15 vít nè, xe cốp nè, 17 vít nè, xe tay ga kiểu này chứ ha, là chỉ có 20 nè, màu trắng chiếc này với chiếc này là 22 nè, đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng. Mua góp trả trước 0 đồng là không cần trả đồng nào, vẫn có thể lấy xe về được nha. Không là xấu có thể căn cứ mà hỗ trợ được. Ngoài ra có thu xe cũ đổi xe mới vẫn hỗ trợ được nha. Thì bạn nào cần thì đây, đây nhấn vào kênh Mr. Tim thì có thể liên hệ được Mr. Tim. Mr. Tim sẽ tư vấn kỹ hơn. Ngày mai chủ nhật vàng rất là nhiều chương trình cho các bạn nếu ghé chỗ Mr. Tim nha. Xe này là quá tuyệt vời cho các bạn học sinh 16 nè trở lên nè, các chị em cô bác chú về chưa có bằng lái nha. Các bạn nữ mà chạy những xe tay ga này là tuyệt vời, còn các bạn nữ nhỏ hoặc bạn nam nhỏ con chạy cúp này là tuyệt vời nha. Hẹn ngày mai chủ nhật vàng.